Mên của chúng ta là AOBA, cậu rất giỏi trong thể thao và hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Dù là vậy nhưng cậu vẫn dậy muộn và chỉ còn 10 phút để đến trường và thần kỳ là cậu vẫn đến kịp. Vừa đến lớp thì nghe tin chỗ ngồi đã bị đổi và giờ cậu phải ngồi cạnh một cô gái là Hina. Cô mới từ nước ngoài về và có vẻ khá lạnh nhạt và xa lánh với mọi người. Cậu nghĩ là bản thân đã gây ấn tượng xấu với cô, đột nhiên Hina bối rối khi bị nhìn chầm chầm làm rơi cục tẩy aoba đã ném trả cho cô thì cô cứu tay và té ngã để rồi được aoba đỡ lấy cô đỏ mặt nhưng aoba thì vẫn bình thường và muốn biết lý do cô xa lánh bản thân nhưng thầy đã cắt ngang vì cả hai làm việc riêng vào giờ nghỉ hai đứa bạn của aoba muốn biết giữa cậu và hina có chuyện gì vì cả hai nhìn khá mờ ám hina cũng hay để ý đến cậu từ khi chuyển vào đây cô lúc này cũng đang để ý đến aoba thì một cậu bạn của aoba đã để ý và hỏi cô vài câu Cậu ta chia sẻ rằng cậu ta từng bị chấn thương khi chơi bóng rổ và Aoba đã động viên cậu ta, và còn đến ở cùng một thời gian nên giờ cậu ta mới có động lực để tiếp tục đi học và chơi bóng. Cậu ta muốn biết Hina có thích Aoba thật hay không thì cô không dám trả lời. Đột nhiên máy của Hina có cảnh báo gì đó và ở ngoài biển lúc này có một con robot từ không gian bay xuống. Người phi công trong này đến từ tương lai và người hắn nhắm đến chính là Aoba. Nhóm Aoba lúc này nhận được cảnh báo nhưng nghĩ là nhầm và rồi đột nhiên con robot ban nãy bay thẳng đến trường nó chĩa súng vào aoba nên cậu đã cùng đám bạn bỏ chạy hai đứa bạn bị rơi lại nhưng tên này chỉ nhắm vào aoba mà bỏ qua hết tất cả nhưng súng tự ngắm quá đần và nhanh hết đạn nên tên này chuyển qua dùng kiếm aoba luồn lách và lấy xe đạp chạy đi cậu chui qua bên dưới con robot và chạy vào khu nhà chật hẹp để tránh đòn và giảm bớt tầm nhìn của tên kia đột nhiên cậu gặp lại hina và cô muốn cậu đi theo hina đã vào một nhà kho và khởi động con robot của chính cô hina sau đó đã vác robot ra đánh trả và đòn aoba lên tên kia nhìn hina thì tự hỏi tại sao cô lại làm vậy với hắn nhưng hina chẳng thèm nghe mà lao đến đánh đứt một tay của hina nhưng cô đã chĩa súng thẳng đầu và bắn trả lại tên kia tên kia bị bắn hạ và aoba muốn biết sự thật cô sẽ kể nhưng những lời cô nói đều là thật nên cậu có tin hay không thì tùy cả cô và tên phi công bên kia đều đến từ tương lai cô đã du hành về đây để bảo vệ aoba và khi cô thấy việc aoba sẽ ngồi cạnh cô sáng này thì cô đã rất vui cô đã luôn để mắt đến aoba vì biết ngày nào đó tên phi công kia sẽ đến tìm cậu bởi chính aoba trong tương lai đã nói như vậy cô nghĩ bản thân giờ đã hết nghĩa vụ nên chắc là sẽ trở về nên cô muốn aoba cứ tiếp tục cuộc sống như bình thường đột nhiên tên kia vẫn chưa bị hạ mà lao đến ôm lấy robot của hina để cùng tự hủy cô không thể thoát ra nên đã đưa hắn bay đi cô tìm ra vị trí của lỗ hồng đã đưa tên kia đến đây nên nhanh chóng bay đến nhằm đưa cả ba quay về tương lai hina vào kịp lúc lỗ hồng đóng lại nhưng trong chuyến du hành thì cả cô và tên phi công kia đều bị nghiền nát bởi lỗ hồng trước khi ra đi cô đã dặn aoba rằng cả hai sẽ gặp lại và cậu giờ sẽ đến tương lai và nhớ phải đến gặp một người tên là dio cậu đến với tương lai và đang ở trong một con robot cậu đã đánh thức robot và nhận ra bản thân đang ở giữa trận chiến Bên đội điều khiển nhận thấy robot T mà AOBA đang ở trong đột nhiên có phản ứng lại và còn đang đồng bộ với người là Dio. AOBA đột nhiên gọi tên Hina thì con robot lại phản ứng và cho cậu quyền điều khiển. Trước đó một thời gian, Dio cùng đội của anh ta đang phải kẹt trong trận chiến và dù đồng đội có ngã xuống thì họ vẫn không được nản trí mà tiếp tục chiến đấu. Họ đưa ra chiến lược đáp trả và dự định sẽ bắn phủ đầu ngay khi nhìn thấy địch vì khói bụi như này là một lợi thế. Đang chiến đấu như thường thì con robot của AOBA thức dậy người của phòng điều khiển hỏi aoba chuyện bên kia và muốn cậu khai rõ danh tính cậu nói tên thì họ nghĩ cậu là người của phòng thí nghiệm và muốn cậu rời khỏi khu chiến sự nhưng aoba chẳng biết thoát ra kiểu gì nên chỉ huy muốn cậu ngồi yên và chuẩn bị để chịu trách nhiệm nhưng thuyền trưởng sau khi nghe lại báo cáo về tình hình hiện tại trên chiến trường thì cho phép aoba đồng bộ hoàn toàn với dio vì nếu để yên thì con robot của aoba đang điều khiển sẽ chẳng thể làm gì và rồi rơi vào tay địch nếu đồng bộ thì aoba sẽ có thể tiếp nhận kiến thức từ một pro như dio mọi vấn đề ngoài lề như bảo mật thì ông sẵn sàng chịu trách nhiệm vì nếu cứ để như này thì tất cả đều gặp nguy chỉ huy chấp nhận nghe theo và cho phép đồng bộ dio đã gọi đến cho aoba và muốn cậu làm theo những gì anh ta nói địch lúc này đã bắt đầu chia người ra để đuổi theo dio vừa nhắm đến aoba và phần còn lại thì bắn phá tàu chỉ huy Dio đã cố dụ nhiều tên bám theo bản thân nhất có thể và muốn aoba nói theo lời anh ta nói để kích hoạt đồng bộ nghe tên Dio thì cậu đã bất ngờ khi người mà Hina bảo cậu tìm lại tự đến tìm cậu nhanh như vậy cậu đã nhanh chóng nói theo và rồi kích hoạt đồng bộ cả hai liên kết tâm trí với nhau và cùng khởi động robot nhờ việc đồng bộ mà cả hai con robot trở nên mạnh và nhanh hơn Dio đã chịu trách nhiệm đi xử lý mấy tên bay trên trời ai cũng bất ngờ và chính cả Dio cũng bất ngờ vì họ hoàn toàn đồng bộ thành công AOBA cũng bất ngờ vì bản thân vừa lái được robot. Đích đang lao đến nên AOBA đột nhiên thấy được một vài hình ảnh như được tiên tri và rồi làm theo. Cậu kéo cần cho robot rút kiếm ra đánh trả. Tỷ lệ đồng bộ cao đến bất ngờ khiến Dio được tăng gấp đôi công suất. AOBA cũng rất khác thường khi có thể tự mình chiến đấu như một người điều khiển thành thục. Tên địch đẩy AOBA lùi về sau thì cậu đã rút hắn ra rồi bay lên trời ngay lúc hắn chuẩn bị tấn công cậu thì hình ảnh dự đoán lại xuất hiện khiến cậu nhanh chóng né ra và phản đòn chém đứt hoàn toàn tên địch địch còn bốn người cũng bắt đầu rén nên rút về vì không muốn phí mạng vô ích tàu chỉ huy vừa bị bắn rơi thì địch cũng bỏ về ngay lập tức đội chỉ huy ở căn cứ đã có thể thở dài vì tạm thời qua được đợt tấn công họ sau đó đã hạ cánh và kết thúc đồng bộ aoba chưa biết thoát khỏi robot như nào thì cậu tìm được chiếc kẹp tóc của ai đó trong này và robot sau đó cũng được dio mở ra cậu ta chĩa súng và muốn biết AOBA là ai. Thuyền trưởng lúc này cũng đã báo cáo lại với cấp trên và họ muốn ông xóa hết bằng chứng vì đây chỉ là một cuộc thử nghiệm. Còn về AOBA thì cũng xóa sổ nốt, ông chỉ đành gật đầu cho qua, AOBA sau đó đã bị chỉ huy tra hỏi. Cô cho cậu biết đây là năm 2088 và Nhật Bản lúc này đã là một nước của phe liên đoàn tự do. Từ năm trước liên đoàn đã tuyên bố chiến tranh với phe Cộng Hòa và trận chiến đã trở nên khắc nghiệt như AOBA được thấy. Dio không tin việc cậu đến từ tương lai 70 năm trước nên cứ chĩa súng và ép cậu khai thật. Một người trong đội đã phải cản Dio lại. Họ sau đó được thuyền trưởng gọi đến. AOBA đã lấy chiếc kẹp tóc của Hina ra thì Dio cũng chẳng thèm quan tâm. Trong lúc đó, đội trưởng của phe Cộng Hòa là Alfred đã thấy trận chiến hôm nay và sự hy sinh của một thành viên không hề vô ích vì họ đã tìm ra bí mật về loại robot mới của phe liên đoàn. Thuyền trưởng lúc này đã tóm gọn cuộc nói chuyện lại rằng ông tin việc Aoba đến từ 70 năm trước vì có vài chi tiết là sự thật. Ông cũng không định trừ khử Aoba mà cứ để cậu trên tàu mà không cần giam giữ. Dio có hỏi về việc thuyền trưởng có muốn để Aoba lái robot nữa hay không thì cái đấy sẽ tùy vào tình cảnh. Nếu bắt buộc thì ông sẽ phải để cả hai đồng bộ. Họ sau đó đã lên đường đến căn cứ mới ở Bắc Mỹ. Aoba cũng đã được đưa đến phòng và cho biết là tránh đi lại nhiều vì cả tàu khá rộng cậu mà bị lạc thì sẽ khó để tìm được họ sau đó đã lên đường còn địch cũng đã sẵn sàng để tấn công đợt hai nhiều năm trước một loại năng lượng được tìm ra và khiến thế giới thay đổi hoàn toàn cộng hòa nhờ có nguồn cung năng lượng dồi dào nên đã bành trướng thành đế quốc và xâm chiếm hết các nước lân cận các nước đối địch với đế quốc đã lập nên liên đoàn hiệp ước và nghiên cứu về cơ chế đồng bộ nhưng quá trình thử nghiệm đã gây tổn thất quá nhiều khiến việc này bị ngừng lại nhưng gần đây họ lại tiếp tục nhưng chỉ làm nó trong âm thầm aoba được giải thích nhưng lại ngủ gục luôn trong lúc nghe cô gái này là máy ủ và rất bực vì cô đã giải thích đến vậy mà cậu lại ngủ gục cô là một kỹ sư nên đã giúp aoba tìm hiểu thêm về những chuyện trên tàu cậu xin lỗi vì bản thân đã phải trải qua nhiều chuyện nên khá mệt mỏi cô đã đưa aoba đến xem con robot mà cậu đã lái con robot này khá giống con mà hina đã lái máy ủ cho biết con này chính là bản gốc và không có con nào thứ hai giống như này cô còn cho biết kỹ sư trưởng lúc này đang phải sửa lại dữ liệu của con robot để tương thích với aoba cậu đã nghĩ là bản thân sẽ lại phải lái thứ này máy ủ cũng không chắc vì cấp trên đã ra lệnh điều chỉnh dio đi tìm đến và muốn máy ủ đừng có dẫn một thường dân như aoba đi quanh nơi này vì đây là khu vực có bí mật quân sự và aoba không phải là quân nhân nên không có quyền đi lại lung tung đột nhiên có báo động nên cả đám đã chạy đi và để aoba lại cậu còn chưa nhớ đường nên chẳng biết phải đi đâu Địch được báo là có đến 3 tên Nendio và hai người khác đã ra trận. AOBA chạy đến nơi cất cánh và choáng ngợp với điều vừa được thấy. Nhóm Dio chẳng mấy chốc đã chạm trán quân địch. Họ chia nhau ra mỗi người xử lý một tên vì mục tiêu đầu tiên là câu giờ. Họ đã chia ra mỗi người một con và thành công câu đủ thời gian cho tàu chỉ huy nạp đầy năng lượng. Đang gọi người về để chuẩn bị rời đi luôn thì bên địch cũng đã có chuẩn bị khi địch cũng cho rút quân và bắn ra một tia năng lượng cực đại thẳng vào tàu chỉ huy alfred chính là người nã đạn và hắn không ngần ngại nã thêm vài phát nữa động cơ và cánh của tàu đã bị bắn trúng nhưng hai phát là giới hạn nên chúng quyết định tấn công trực diện vào tàu nhóm của dio đã buộc phải ra trận lại để ngăn cản nhưng địch có đến bốn người nên hai người kia đã lo ba tên lính còn dio được giao cho xử lý alfred hắn ta thấy dio có tốc độ bình thường nên hẳn là chưa biến đổi nên chắc kèo là vụ này sẽ dễ ăn thuyền trưởng đã gọi đến ông kỹ sư và aoba và nhờ cả hai vài chuyện Dio lúc này đã đuổi theo Alfred nhưng hắn lại dụ cậu ta đến vị trí được phục kích, và rồi bất ngờ diễn ra khi con robot của Hina lại chính là người được giao cho việc phục kích Dio, và người lái trong đó cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hina ở dòng thời gian này. Cô lao đến cận chiến với Dio và được Alfred đánh giá là một lính tinh nhuệ mà đế quốc cử đến. Tàu chỉ huy đang bắt đầu khó khăn thì Aoba được thông báo là đã sẵn sàng xuất trận. Thuyền trưởng dù biết cậu chỉ là thường dân nhưng đây đã là tình thế bắt buộc. Aoba cũng chán việc ngồi chờ chết mà chẳng làm gì nghe tin Aoba xuất trận thì Dio có đến châm chọc mấy câu rồi bắt đầu đổi hướng về phía Aoba để đồng bộ lần nữa đồng bộ hoàn tất và Dio đã nhằm đến Alfred còn Aoba được giao cho chiến đấu với Hina cậu lại có Haki quan sát và chặn đòn bất ngờ từ Hina Alfred cũng bó tay khi chẳng thể nào bắn trúng Dio vì Haki quan sát là của cậu ta và Aoba là người dùng ké Aoba vẫn chưa hề nhận ra Hina và chặn cô trở về tiếp viện cho Alfred một người vì trở về tiếp viện mà đã hấp tấp để rồi bị Dio bắn hạ. Alfred cũng chỉ còn tìm cách rút lui vì hắn đang sử dụng robot tầm xa chứ không phải cận chiến. Hina lúc này cũng đã bó tay vì AOBA đã quen với việc điều khiển robot chứ không cần kỹ năng mà Dio san sẻ nữa. Cậu né mọi đòn và đánh trả khiến robot của Hina bị hư hại. AOBA gặp lại Hina thì liền bỏ luôn suy nghĩ rằng trước mặt cậu chính là kẻ địch. Việc sao nhãng đã khiến tỷ lệ đồng bộ tụt giảm và sắp bị cắt đứt liên kết. Aoba cố mở buồng lái ra để chạy đến chỗ Hina và khiến Dio bị ảnh hưởng trầm trọng nhất. Cậu đã tiếp cận Hina và muốn đưa cô sang phía bản thân, nhưng địch lại nghĩ cậu định bắt Hina làm tù nhân thì liền lao đến tấn công, đồng đội của Dio là Ly cũng phải đến trợ giúp. Anh ta muốn cậu quay về buồng lái và nếu muốn thì cứ đưa cả Hina theo. Nhưng cô lúc này vẫn chưa biết Aoba nên rút súng bắn trả khiến cậu vô tình kích hoạt chế độ thoát hiểm, Hina sau đó cũng được kẻ địch kéo về. Alfred thì tranh thủ bắn một phát khiến Ly phải đứng ra hứng, hai phe sau đó đều phải trở về với thiệt hại gần như ngang nhau, Aoba thì đã tìm ra được lý do để cậu nghiêm túc chiến đấu bằng mọi giá. Lúc trở về Aoba bị chất vấn vì lúc chiến đấu lại đi mở buồng lái để nói chuyện với địch và khiến Ly suýt thì mất mạng. Dio không thèm quan tâm Hina là ai vì cậu ta chỉ quan tâm đến hai thứ trên chiến trường đó là quân địch và quân mình. Nhưng ông kỹ sư không trách vì cũng nhờ cậu mà cả tàu giờ mới còn sống sót để đến trạm tiếp tế cậu định đến xin lỗi ly nhưng anh không trách móc vì cậu đã cứu họ đến hai lần nên đừng có dần vặt quá trong lúc đó phe cộng hòa đã ra lệnh bắt giam hina vì nghi ngờ cô là gián điệp vì tên cô được người của phe liên đoàn biết được phe liên đoàn cũng có nghi ngờ không khác gì và có vài nghi ngờ rằng cậu là người của cộng hòa thuyền trưởng cho rằng tạm thời cứ để aoba tại ngoại và liên tục giám sát là được nơi họ vừa đáp để lấy nhiên liệu lại chính là nơi ở của aoba trước đây nên cậu đã nhờ máy ủ đưa cậu đi tham quan lại nơi này Cậu đến nơi từng là nhà cậu thì nơi này đã bị san phẳng để quy hoạch. Cậu định đi tìm em gái nhưng nhận thấy nếu còn sống thì hẳn là cô em cũng đã 88 tuổi nên thôi. Máy ủ cũng tìm thử nhưng chẳng có thông tin nên cả hai đã đến ngôi trường cũ của Aoba thì nơi này đã hoàn toàn đổ nát vì chiến tranh. Cậu đến sân bóng rổ cũ và nhớ lại về Hina. Aoba đã hỏi máy ủ về vị trí của Cộng hòa vì cậu quyết định sẽ gặp lại Hina một lần nữa để hỏi chuyện. Cô cho rằng việc đó quá nguy hiểm vì cậu đã bị nhìn thấy trong trận chiến vừa rồi. Nhưng cậu cũng cho rằng nó quả là điều điên rồ vì giờ đang chiến tranh, cậu sau đó đã cùng máy ủ về lại tàu. Nhưng cậu có nghĩ đến ý định từ bỏ chiến đấu vì không muốn người khác lại vì cậu mà bị thương, nhưng máy ủ cũng giống mọi người khi không hề trách móc mà xem cậu là vị cứu tinh. Cậu nhớ lại lời mọi người đã nói nên vẫn quyết định tham gia. Cậu đến gặp thuyền trưởng và chấp nhận làm phi công cho ông vì đây là cách duy nhất để cậu trở nên có ích và cậu cũng có thể sẽ gặp lại được Hina. Ông muốn cậu chắc chắn vì có thể cô sẽ xem cậu là kẻ thù không thể tha mạng. Dio là người duy nhất phản đối, việc ai nấy đều chấp nhận cho cậu tiếp tục lái robot khiến Dio khó chịu. Cậu sau đó đã được phong chức hiệu thiếu úy và đi gặp Li để chia sẻ. Cô gái đây là Visa đã cho cậu biết lần sau đừng có cưỡng chế đồng bộ nữa nếu không não của cậu và cả của Dio sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Thuyền trưởng tối đó cũng thấy may mắn vì Aoba quyết định trở lại nếu không Chỉ Huy đã phải bắn cậu để bảo vệ bí mật quốc gia. Sáng hôm sau, vừa lên đường thì đột nhiên có thông báo là một tàu chở hàng gần đây bị quân lính của Cộng hòa tấn công. Họ đã ngay lập tức đi tiếp ứng và máy ủ đã thông báo cho AOBA biết thời gian đồng bộ chỉ có 6 phút nên phải cố gắng thật nhanh. Dio thì có vẻ tuân lệnh chứ không hề ưa thích việc phải đồng bộ với AOBA, đồng bộ không thể thành công vì hai bên phải tin tưởng nhau. Vì cảm xúc thiếu tin tưởng nên quá trình bị thất bại, họ đành phải chiến đấu bình thường nhưng Dio đã nhận ra biểu tượng trên con tàu bị tấn công là của gia đình cậu ta nên họ đành phải giúp Dio cứu lấy gia đình vì cậu ta đã thiếu bình tĩnh mà lao vào cậu đã liên lạc với dio và chia sẻ việc cậu sẽ giúp dio bảo vệ gia đình nên cả hai lại tin tưởng nhau để đồng bộ cả hai nhanh chóng chém hạ hết địch và khiến tàu địch tách ra khỏi tàu của nhà dio nhưng cơ hội đó thì tàu chỉ huy đã ngay lập tức bắn hạ tàu địch họ sau đó đã hộ tống tàu của nhà dio đến sân bay và cậu ta đã ngay lập tức chạy đến gặp gia đình nhưng cha cậu ta cho rằng dio không nên phí thời gian ở nơi này ngày hôm sau Aoba chưa hiểu lắm hoàn cảnh của dio thì đột nhiên máy ủ cùng một người nữa là rota tìm đến vì cả hai sẽ là người huấn luyện cho aoba từ hôm nay cậu sau khi nghe phổ biến thì định bỏ về nhưng máy ủ đã giữ cậu lại vì đây một phần chỉ là cái cớ để đưa cậu đi tham quan aoba bị bắt phải dọn vệ sinh và đi khắp nơi hina lúc này cũng đã được thả và alfred muốn cô dùng hành động để chứng tỏ bản thân trung thành với cộng hòa tên này là bizon và hắn có vẻ là rất để ý đến hina aoba lúc này thì bị bắt phải dọn tàu nên cậu chán méo làm nữa đột nhiên cậu thấy em gái của dio tìm đến nhưng cô không thể vào nên aoba đành xuống hỏi thử cô em gái không dám đến gặp dio vì cô sợ dio còn giận do lời của cha hôm qua cô cũng không dám đi vì sợ dio sẽ thấy có lỗi vì trước đây dio đã tham gia trận chiến ở quê nhà và không cứu được mẹ cậu ta và chân của cô em gái cũng bị thương dio tự trách bản thân vì sự kiện lần đó nên mới không dám gặp mặt gia đình aoba quyết định sẽ giúp Cậu đã ra trước mặt quân lính và giả bộ bị đau bụng nhằm giúp em gái Dio cùng người giúp việc lẻn vào. Cả ba sau đó đã đến phòng chỉ huy để hỏi xem vị trí của Dio thì họ lại đang tổ chức tiệc chào mừng Aoba gia nhập. Lý do của việc cậu phải đi dọn vệ sinh là để giữ cậu tránh khỏi lúc họ tổ chức tiệc. Họ sau đó đã gọi đến cho Dio và muốn cậu ta đến phòng chỉ huy để nói chuyện với em gái, nhưng đột nhiên thông báo chiến đấu lại xuất hiện. Ngoài biển lúc này lực lượng của phe liên đoàn đang bị cộng hòa áp đảo về số lượng nên họ cần đi tiếp viện dio đã gặp em gái để nói nốt và cô tha thứ cho dio vì cậu chẳng có lỗi gì cả ai có đổ lỗi thì cứ mặc kệ họ nghe vậy thì dio cũng chẳng thể yên tâm hơn nhưng vừa định xuất phát thì quân địch đến cản cầm đầu lại chính là alfred họ đành phải đổi kế hoạch và chiến đấu ở căn cứ đây trước rồi sau đó mới đi tiếp viện aoba một lần nữa chạm trán với hina họ đành phải để dio đồng bộ nhằm lật ngược tình thế nhưng vị trí của cả hai cách nhau khá xa nên tàu chỉ huy đành phải lui ra khỏi vùng chiến sự Thế nhưng họ cũng bị những tàu khác của địch bao vây và hoàn toàn không có đường rút, thuyền trưởng đã phải đưa ra quyết định vứt bỏ căn cứ để đưa tàu bỏ chạy. Hina lúc này đã áp đảo Aoba vì cậu không chịu chiến đấu. Dio đã phải đến cứu viện, Dio muốn cậu thôi dây dưa với Hina vì giờ họ đã có lệnh rút lui khỏi căn cứ nên cứ dùng dạng đồng bộ mà bứt tốc. Cả hai lao thẳng lên phía trước tàu chỉ huy và tạo thành lá chắn để cho tàu bứt tốc. Địch có bắn bao nhiêu cũng đều bị làm chệch hướng họ đã câu đủ giờ cho pháo của tàu nạp năng lượng và bắn về tàu chỉ huy địch cô chỉ huy bên cộng hòa bắn trả trong vô vọng và suýt thì vãi ra quần tàu chỉ huy lao thẳng đến cô ta nhưng va chạm đã không xảy ra và phe liên đoàn tạm thời bảo toàn được lực lượng lúc về tàu ai nấy đều đã có thể thở đều còn điêu thì đã chịu nói một câu cảm ơn vì aoba đã giúp em gái và cậu ta chuyện quân đội liên đoàn vẫn âm thầm nghiên cứu về đồng bộ đã bị phát hiện và nhiều người đã lên tiếng phản đối nhưng hội đồng quân đội vẫn bình thản vì nhân dân rồi sẽ thấy việc này là cần thiết thuyền trưởng lúc này đã thông báo cho chỉ huy về việc họ sắp phải quay một đoạn quảng cáo để có thể thoát được tội nghiên cứu đồng bộ trái phép ngoài ra thì việc này cũng giúp họ có thể chiêu mộ thêm quân lính và vì là quay về nội dung đồng bộ nên có thể dio và ao ba sẽ phải làm nhân vật chính nhưng khi người của đoàn phim đến thì ao ba bị từ chối cho quay vì họ đã mời một người khác tên là from đến làm đối tác với dio trong đoạn quảng cáo lần này họ sau đó đã đến phòng chỉ huy để xem những nơi nào là được và không được phép vào dù biết là công việc nhưng dio ra vẻ không thích lắm với chuyện này máy ủ thì được cô bạn rủ đi ngắm trai vì đã được đưa đến đây để quay quảng cáo thì hẳn phải là trai đẹp vừa gặp được from thì tóm bím đã dụng như sung cô tình nguyện làm người dẫn đoàn phim đi tham quan tàu dio đã rời đi trước ao ba có tìm đến hỏi thử vì có vẻ dio và from đã quen nhau từ trước Cậu ta chia sẻ rằng From từng là bạn học của cậu ta và dù là ở môn gì From cũng đạt điểm tối đa. Cậu ta là người dễ hòa đồng và khác hẳn với Dio. Cậu ta nghe Alba nói trái ngược thì liền tỏ thái độ mà rời đi. Cậu ta nói thẳng rằng bản thân ghét những người không nghiêm túc và nhiều chuyện. Thuyền trưởng sau đó đã sắp xếp vài thứ trước khi rời căn cứ mới đến Hawaii. Alfred lúc này cũng được tuyên dương vì đã thành công chiếm đóng căn cứ mới. Hina thì đang vui vẻ bên những người đồng đội của phe Cộng hòa đoạn quảng cáo sau đó thì cũng đã được tiến hành quay. Tóc bím đã làm MC và dẫn họ đi phỏng vấn từ nơi này đến nơi khác. Nhưng khi Visa kiểm tra thì From và Dio không hợp để đồng bộ dù trước đây thì hoàn toàn có thể. Lý do được đưa ra là vì Dio đã thay đổi sóng đồng bộ từ khi chiến đấu chung với Ao Ba, cậu ngay lập tức được gọi đến để kiểm tra. Và tình cờ khi From và Ao Ba cũng hợp nhau đến lạ thường. Do vậy nên tạm thời họ sẽ để Ao Ba và From đồng bộ rồi sau đó sẽ ghép hình của Dio vào thay cho Ao Ba lúc đến chỗ robot để bắt đầu trình diễn dio tỏ ra vẻ khó chịu với ao ba vì cậu lại thay bản thân trong việc trình diễn lúc đồng bộ ao ba và from kết nối mượt như mạng hồi trước tết cả hai sâu ra tốc độ và sự ăn ý đến khó tin khiến dio càng cay hơn cậu ta không biết ao ba thực sự là gì khi có thể đồng bộ với người mà cậu ta vừa gặp đến hai lần đột nhiên hàng loạt tên lửa bay đến kẻ bán ra là một nhóm quân tinh nhuệ mà cộng hòa phái đến Chúng không hề dễ sơi như đám trước và chúng được lệnh là phải đánh sập bằng được hệ thống đồng bộ của liên đoàn. Vì lần đầu đồng bộ nên Ao Ba và From không thể đánh được tốt nhất có thể. Dio cũng bị phế đi do lái phải loại robot cùi và không thuận tay. Địch thả ra một đống mình khiến Ao Ba khó khăn trong việc di chuyển né bom và còn phải né đạn. Đúng là không có Dio thì cái Haki quan sát cũng chẳng còn mà dùng. Ao Ba ngay lập tức bị lùa vào tầm bắn của địch buộc Dio phải lao đến ứng cứu. Dio thành công phá vỡ đội hình địch buộc chúng phải rút lui. Lúc trở về, nhờ cuộc chiến mà việc quay quảng cáo đã xong. Giờ chỉ cần câu kết nữa là họ sẽ trở về. Dio cùng From chịu trách nhiệm cho cảnh cuối và nhìn khá là trẻ con tí nhưng Dio vẫn phải làm vì nhiệm vụ. Đoàn quảng cáo đã về nhưng From đã được chuyển công tác đến đây để làm một người điều khiển kiêm việc làm người dự bị cho Dio. Thủ lĩnh đoàn tinh nhuệ ban nãy đã thấy sức mạnh của việc đồng bộ và hiểu được lý do mà Alfred chưa thể dẹp được đoàn của Alba cộng hòa cũng đã quay đoạn quảng cáo đáp trả và chỉ huy đã biết lần tới chắc chắn quân tinh nhuệ sẽ tổng lực tấn công họ bên kia đang đuổi theo thì đột nhiên sóng dò tìm biến mất thuyền trưởng đã cho đáp xuống gần một vài ốc đảo để tạm thời tránh khỏi sóng dò tìm nhưng nhiều nhất cũng chỉ được hai tiếng vậy nhưng thiên nhiên cũng ủng hộ họ khi một tiếng tới thì quân tinh nhuệ kia sẽ chạm mặt với một cơn bão nên chúng sẽ không thể cho robot ra dò tìm và cơ hội đó thì tàu của phe liên đoàn sẽ có thể trốn được chúng gấp rút dò tìm thì bị thuyền trưởng cho nhiễu sóng khiến việc dò tìm được trì hoãn lâu hơn. Đội phi công của tàu cũng đã nói về việc thuyền trưởng là một thiên tài khi trong sự nghiệp lãnh đạo của ông đến nay vẫn chưa một tàu nào bị đánh rơi. Lee cũng đã bình phục nên anh đã đến tìm để chào hỏi thành viên mới là From tiện thể cũng nhắc họ đi theo visa vì cô có chuyện cần nói. Địch lúc này đã dùng hết mọi thứ chỉ để tìm ra vị trí của tàu liên đoàn, nhưng việc đó chẳng cho chúng điều gì mà còn khiến chúng bị lộ vị trí. Còn việc mà visa muốn nói là về vấn đề đồng bộ, như cô đã kiểm tra thì ao ba có thể đồng bộ với tất cả mọi người kể cả sóng đồng bộ cơ bản của cậu khác với mọi người. Cô cũng cho Dio và From thấy họ đã thay đổi ra sao khi đồng bộ với ao ba và rồi đi đến một kết luận rằng đồn bộ với ao ba là con dao hai lưỡi. Việc này không đòi hỏi việc phải huấn luyện đồng bộ từ trước nhưng nó sẽ biến đổi sóng đồng bộ của cả hai, khiến cả hai không còn đồng bộ được với ai khác ngoài ao ba. Nhưng nếu hạn chế lại và để From cùng Dio làm lại đồng bộ thì dần dần sẽ khôi phục lại như ban đầu nhưng đột nhiên tàu của họ đã bị phát hiện bởi tàu mới của phe Cộng Hòa, ở trên đó chính là Alfred. Họ đang định xuất trận thì cô chỉ huy đây muốn hắn dừng tay và gửi tọa độ đến cho tàu tinh nhuệ và không được can thiệp. Vì là lệnh nên hắn không có quyền cãi, bên tinh nhuệ cũng đã ngay lập tức bay đến khi nghe tin. Vì hai bên sẽ không vào chung nên họ hoàn toàn có cơ hội. Ba người đồng bộ cũng đã ra quyết định là cặp nào sẽ đồng bộ và Dio cùng ao ba lại ra trận vì From đã chủ động rút. Dio cũng cho rằng đây là ổn vì họ sẽ không liều mà cho ao ba cùng From thử với nhau trên chiến trường. Với cả một trong hai mà phải lái con cùi bắp kia thì cũng chẳng làm cho chống gì nên cứ để chủ nhân của nó là From tự lo. Năm robot đã ra trận nhưng địch có đến 10. Chúng chia năm tên ra để tấn công vào tàu chỉ huy buộc hai người phải quay lại bảo vệ tàu. Nhưng địch đã dụ họ làm vậy để có thể hội đồng 10 đánh hai. Ba người kia đang bị đám khác cản lại nên Dio và Ao ba đành đồng bộ để có thể tự lực cánh sinh. Cả hai lại bị bao vây trong mình nên quyết định tung ra át chủ bài là chiêu thức kết hợp trong 30 giây kia. Cả hai đã đến sát nhau và thi triển để xuyên thủng hàng tấn công. Cả hai tiêu diệt bất cứ tên nào chạm chúng. Visa cho rằng con dao hai lưỡi ao ba đôi khi lại chính là thứ mà Dio cần để nâng cao khả năng. Cả hai thành công tiêu diệt 9 tên và còn tên chỉ huy thì kết liễu nhanh trong một đòn cuối. 5 tên còn lại bên kia do không còn chỉ huy cũng nhanh chóng bị bắn hạ ngay lúc dio và ao ba giải phóng đồng bộ thì alfred lại nhìn thấy cơ hội để tấn công nên đã cho quân lính chuẩn bị dio và ao ba đang định xử lý tàu của đám tinh nhuệ thì alfred tấn công buộc họ phải rút lui thuyền trưởng cho bay thẳng vào cơn bão để rút lui vì để tránh tổn thất nên alfred cũng không cho đuổi dướn mà lui về nếu rơi vào bão nhưng hina vì để chứng minh sự trong sạch nên vẫn đuổi theo ba tên đồng đội cũng bám theo đến tận tàu của liên đoàn dio thì đã về được còn ao ba lại bị hina giữ lại Ba tên đồng đội đến mở đường thì bị tàu bắn trả nên đành phải lui lại. Hina và Ao Ba đã xô sát để rồi không vào tàu kịp mà rơi thẳng xuống dưới. Lúc tỉnh dậy, Ao Ba phát hiện bản thân đã rơi được xuống ốc đảo nên đi tìm Hina. Cô lúc này vẫn chưa tỉnh và sắp bị nước làm ngập buồng lái. Hai phe lúc này đều muốn đi cứu người nhưng hai chỉ huy đều không cho phép. Bên Cộng Hòa thì vẫn cho rằng Hina là kẻ phản bội và không đáng phải cứu. Còn Ao Ba thì chưa thể đi cứu do thời tiết đang quá xấu nhưng ông biết dù có cấm thì Điêu vẫn sẽ đi. Hina lúc này đã tỉnh và bắt ao ba lại. Cô ra chỗ con robot để xem thử thì nó thật sự đã hỏng và túi cũng trôi mất. Cô đành đến con robot của ao ba và cướp tạm đồ của cậu để khống chế lại chính cậu. Cô chĩa súng đe dọa và chờ bão qua sẽ đưa cậu về Cộng Hòa để thẩm vấn nhằm lấy lại sự trong sạch. Cậu cho rằng chính cô đã đưa cậu đến đây nhưng cô không phải là Hina mà cậu đã biết nên chẳng thể nói lý lẽ được lúc này. Dio lúc này vẫn quyết định đi tìm và From đã cho biết là thuyền trưởng cho Dio 3 tiếng để tìm, không tìm được thì cũng phải về bằng mọi giá. Quân tinh nhuệ và ba người của Alfred lúc này thì đang đi tìm xác của tên chỉ huy tinh nhuệ ba nãy. Trong lúc đó, Ao Ba đang ngồi tâm sự về Hina trước đây thì đột nhiên robot của cậu sụp xuống làm cả lối thoát ở hang bị bịt kín. Cả hai đành hợp tác với nhau để đào ở cửa hang nhằm thoát ra ngoài. Đào một hồi lâu vẫn chưa có tiến triển nên cả hai lên lên cao hơn để đào. Còn đội tìm kiếm của Alfred đã tìm ra được và xác nhận được cái chết của tên chỉ huy nên bắt tay vào việc tìm Hina. Dio và From cũng chưa tìm được và cũng đã sắp hết thời gian. Trong lúc đó, không khí đã gần cạn và Hina đã gục. Ao Ba vẫn quyết tâm và thành công đào ra được lối thoát. Nước bắt đầu ngập vào buộc cậu phải bơi xuống để cứu Hina. Ao Ba thành công đưa Hina lên bờ và phải nhanh chóng kiếm nơi để cho cô trú tạm. Đột nhiên robot của cậu hoạt động trở lại và nhận được tin gọi từ Dio cậu cho Dio vị trí và khi hỏi đến chuyện với Hina thì cậu đã giả vờ mất tín hiệu và để cô tự nhắn vị trí đến cho đồng đội. đến sáng hôm sau khi bão đã hoàn toàn tan thì Dio đã sắp đến đón Ao cậu cho trả lại chiếc kẹp tóc và muốn cô nhanh trốn đi. cậu cũng nói ra tên của bản thân và rồi đi gặp Dio và Form. họ trách cậu vì đã ngắt liên lạc nhưng cậu vẫn lấy lý do là vì bản thân bị nhiễu sóng. cả hai sau đó đã đưa Ao Ba về tàu. Hina sau đó cũng đã được người của cô đến đưa về chung. lúc trở về ao ba chẳng còn manh mối nào để có thể trở về lại quá khứ phó tư lệnh sau đó đã gọi đến vì nghe tin là suýt để mất một robot nhưng vẫn cho rằng điều đó sẽ chẳng thiệt hại gì visa hơi khó chịu vì để mất ao bà là đồng nghĩa với việc át chủ bài của họ sẽ bay màu đột nhiên tiến sĩ gọi đến vì ông sắp đến tàu đây một chuyến ông là người đứng đầu của việc nghiên cứu robot đồng bộ nên việc hách vào kênh liên lạc này là chuyện nhỏ ông sau đó cũng đến và được mọi người đến tiếp đón ông muốn dio và ao ba trình diễn đồng bộ Ao Ba vẫn chưa biết ông là ai nên được đích thân ông và máy ủ giải thích. Như đã nói thì ông chính là người đã phát triển công nghệ đồng bộ và là thầy của Visa. Nhưng Visa mới là người đã tạo ra được máy để giúp việc đồng bộ được hoàn thành. Máy đồng bộ thử sau đó đã được kích hoạt và cả hai đã kích hoạt trong toàn bộ 6 phút khi đồng bộ kết thúc. Dio đã đi gặp riêng Ao Ba vì trong quá trình vừa rồi cậu ta đã nhận ra việc Ao Ba nói dối rằng cậu thực sự đã gặp Hina trên đảo. Nhưng Ao Ba đã không còn hy vọng vì Hina mà cậu biết đã không còn tồn tại dio giờ mới hiểu ra lý do cậu chấn nản nên giờ thói chê bai vì cậu đang tỏ ra yếu đuối ao ba cũng ngứa mắt nên lấy vụ của em gái dio ra nói lại và cả hai đã đấm nhau một trận buộc ba người đồng đội phải đến cản họ sau đó đã nhót cả hai vào buồng giam để cả hai chấn tĩnh lại tiến sĩ đã đến tìm và ông hoàn toàn tin việc ao ba đến từ quá khứ vì giả thuyết của ông cũng giống như việc đồng bộ nó hoàn toàn khả thi tiến sĩ lúc này đã thông báo về việc công nghệ đồng bộ vẫn chưa được phổ biến vì vẫn thiếu dẫn chứng thuyết phục Ông cũng cho biết một Cộng hòa hiện cũng có nguy cơ có công nghệ này vì một người học trò của ông và cũng là đồng môn với visa đã phản bội và trốn qua Cộng hòa. Tên đó là tiến sĩ Han và hắn lúc này đã ra nhiệm vụ cho cô chỉ huy, Bison thì đã tìm đến hỏi Hina về cách cô liên lạc với họ. Cô nói dối rằng bản thân đã lén gửi từ robot của Ao Ba nhưng chỉ kịp như vậy vì một vài phút sau thì những người còn lại đã đến đưa đi và cô chỉ kịp bỏ trốn. Bison tạm tin và rời đi làm nhiệm vụ. Ao Ba và Dio ngay lập tức nghe tin nên cũng được thả ra để xuất trận. Chỉ huy không chắc về việc để cả hai đồng bộ trong tình trạng này nhưng khi ra trận thì cả hai đã tạm bỏ qua thù hàn cá nhân để tập trung vào chiến đấu. Đồng bộ vẫn được hoàn thành và cả hai đã đứng ra bắn bớt tên lửa để đợi tàu hồi lại năng lượng cho lá chắn sau đợt tên lửa đầu tiên. Bison cay cú với Ao Ba nên nhắm vào cậu để xả đạn. Dio muốn đi hỗ trợ thì bị cô chỉ huy địch và Alfred cản lại. Việc cả hai không thể giảm bớt tên lửa đã khiến lá chắn không thể cản hết và máy bay của tiến sĩ đã dính đòn. Ông dù đã bị thương nhưng vẫn giấu mọi người và cho rằng bản thân ổn. Địch vẫn tiếp tục xả tên lửa và họ không biết chúng có bao nhiêu tên lửa. Đột nhiên họ nhận ra là chúng đang câu giờ đến khi hết đồng bộ. Và đúng là như vậy vì tên tiến sĩ Han kia đã dự đoán được thời gian đồng bộ tối đa là 6 phút và giờ họ chỉ còn hơn một phút nữa. Cả hai dù cãi nhau nhưng đó lại là động lực để cả hai cố gắng nhằm không chịu thua trước người còn lại. Cả hai thành công dọn hết tên lửa nhưng thời gian cũng chỉ còn 10 giây. Nhưng dù đã hết 10 giây thì đồng bộ vẫn còn khiến ai nấy đều bất ngờ, bên địch chỉ nghĩ là do tính toán sai. Nhưng thời gian vượt quá 7 phút khiến cô ta bị sốc mà không để ý để việc Dio đã tiếp cận. Cậu ta chém tan con robot của cô ta trước khi hết thời gian đồng bộ. Con robot may mắn không phát nổ nên cô ta đã được Alfred cứu kịp thời, họ sau đó cũng rút lui. Tiến sĩ nhìn được kết quả tốt nhất của cả hai thì cũng đã có thể yên lòng mà nhắm mắt. Ông sau đó đã được đưa đi còn cô chỉ hu bên kia thì cũng bị cho thay thế. Nói cách khác là đuổi việc, họ sau đó cũng được gửi đến tiếp viện và người đến tiếp viện lần này lại chính là cha của Hina. Ngày hôm sau, lễ tang cho tiến sĩ đã được tổ chức và cha của Dio cũng đến dự. Ngày hôm đó, Dio, ao và máy ủ đã được cho ra chơi một ngày nên nhiều người đã nhờ họ mua đồ, danh sách thì dài cả cây số. Lúc cả ba cùng lên đường thì thuyền trưởng đã có đến gặp tổng tư lệnh và ông cho phép họ thông qua việc đồng bộ nhưng ông muốn kiểm tra một lần để xem kết quả. Trong lúc nhóm Ao Ba vừa mua được một đống đồ thì cậu đã nói ra ý định muốn giúp Dio làm hòa với cha, nhưng cậu ta nổi giận và nói không cần rồi tự đi một mình. Ao Ba chẳng biết làm gì với cậu ta nên cũng đành đi tiếp. Đi một lúc thì cậu vô tình gặp được em gái của Dio. Trong lúc đó, Visa đã nói với thuyền trưởng về tên Han kia hắn được cô định nghĩa là đúng một thiên tài khi cô cũng phải chịu thua trước hắn nhưng cô đã làm ra được máy đồng bộ và thứ này vẫn chưa được han tạo ra nên chỉ cần thứ này mà lọt sang hắn thì hắn sẽ còn cải tiến thứ này lên một tầm cao mới hắn lúc này cũng muốn gấp rút tìm ra cách thức để trộm công nghệ của visa về cải tiến vì hắn tự tin với công nghệ của cộng hòa thì việc đó sẽ rất là đơn giản cha của hina lúc này cũng đã giao cô cho alfred dạy dỗ nhưng sắp tới họ lại có nhiệm vụ đột nhập vào căn cứ mới của liên bang để trộm đi thiết kế về đồng bộ và nếu được thì hốt luôn hai con robot cô không tự tin tham gia vì cô cảm thấy hơi có lỗi với ao ba sau khi đã được cậu giúp ao ba nghe chuyện của dio từ em gái cậu ta thì càng muốn đi nói chuyện với cha của hai anh em một chuyến nhưng cô em cho rằng cha sẽ không nghe lời của một người mới gặp nên xin cậu đừng làm to chuyện dio thì vừa gặp lại người quản gia cũ và sau đó đã chạm mặt cha hai cha con dù ngồi ăn nhưng vẫn chẳng ai chịu mở lời cha đã mở lời cảm ơn vì cậu đã bảo vệ gia đình lúc ở căn cứ cũ ông cũng đã nghe về tình trạng của dio và ao ba nên cho rằng con trai nên từ bỏ làm lính sớm nhất có thể vì ao ba chỉ là dân thường và nếu có chuyện xảy ra với ao ba thì dio sẽ trở nên vô dụng vì thiếu mất cộng sự nhưng dio cho rằng ao ba là một kẻ không dễ chết dù cậu ta là một người có rất nhiều điểm mà dio thấy ghét nhưng ao ba chưa bao giờ khiến họ thất vọng trên chiến trường ông đã hiểu cho dio và cho cậu về Dio cũng cảm ơn vì cha đã lo lắng cho cậu khiến cha nhận thấy Dio đã thay đổi. Cuối ngày, nhóm ao ba cũng đã đưa em gái Dio về và vô tình gặp lại cậu ta ở đây. Hai anh em đã trò chuyện với nhau và Dio cũng đã làm lành với cha. Ao ba thấy bản thân chẳng cần phải làm gì cũng tự giải quyết được. Máy ủ cho rằng nhờ chính ao ba đã tác động nên Dio mới chịu mở lòng. Ngày hôm sau, hai cậu bạn lại một lần nữa được đưa vào thử nghiệm cho tổng tư lệnh xem và ông hoàn toàn bất ngờ khi độ trễ ít đến đáng kinh ngạc nhưng hai thanh niên vẫn cãi nhau chỉ vì vài thứ bị lệch ấy tối đó quân lính của cộng hòa và hina đã cùng nhau lẻn đến gần căn cứ và thay đổi trang phục để có thể đột nhập vào đêm đó một vài máy bay dân dụng đã hóa trang thành máy bay chở hàng và để bị cháy nhằm xin phép được hạ cánh việc quân lính kéo đến dập lửa đã tạo điều kiện cho quân địch lẻn vào khi đột nhập thành công thì alfred đã kích nổ toàn bộ máy bay và trong đó là cách con robot được thả ra để tấn công trong lúc đám kia gây loạn thì hội của nhà hina sẽ đi trộm đồ Thuyền trưởng nghe tin nên đã triệu tập cả nhóm của Ao Ba và muốn toàn bộ chia ra hành động vì việc chỉ có 8 con robot tấn công vào đây là quá đáng ngờ. Bộ ba có khả năng đồng bộ sẽ đi thu hồi robot còn nhóm còn lại sẽ đi hỗ trợ tiêu diệt đám xâm nhập. Dio đã lấy vũ khí đưa cho Ao Ba vì không chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Quân lính nhà Hina sau một lúc đã thành công đến được chỗ của hai robot và bắt đầu quá trình hách để trôn đi. Nhưng trong lúc Hina đang bị mặc cảm tội lỗi nhấn chìm thì một kỹ sư đã gắng gượng để bắn cô một phát cha cô đã đứng ra hứng thay và bị thương. Quân lính cũng nhanh chóng ập đến và còn đóng lối thoát hiểm duy nhất buộc họ phải cố thủ. Cha và Hina đã được đưa đến một căn phòng để lánh tạm. Ông biết bản thân không còn nhiều thời gian nên đã cho Hina biết một sự thật rằng cô không phải con ruột mà là một đứa trẻ được ông nhận nuôi sau khi tìm thấy ở chiến trường. Còn Dio, From và Alba đã bị tách ra do một con robot rơi xuống chắn ngang. Cha của Hina muốn cô rời đi và để ông có giây phút huy hoàng cuối cùng. Cô bỏ đi trong đau lòng thì gặp lại Ao Ba. Cô không còn biết bản thân thực sự là ai. Cô không phải Hina mà Ao Ba biết cũng không phải người con gái ruột của cha cô. Bison lúc này nghe được việc Hina mất tích thì liền cuống lên đi tìm. Ao Ba đã giải thích cho Hina biết cô là chính cô nên nếu muốn thì cô hãy về với Ao Ba và cậu sẽ giải thích giúp cô với mọi người và họ có thể sẽ chấp nhận. Nhưng tên Bison tìm đến và cho rằng cô đang định phản bội người cha đã liều cả mạng sống để bảo vệ cô khiến cô bị lung lay hắn chạy đến đòi bắn ao ba thì Dio và From tìm đến. Cả hai đẩy lùi Bison buộc hắn phải đưa Hina chạy đi. Ngoài kia lúc này có hàng đống tên lửa bay đến buộc tàu chỉ huy phải dựng màn chắn. Đột nhiên hai robot của Ao Ba và Dio đã bị cướp mất nên thuyền trưởng cho lệnh bắn hạ. Ao Ba vùng vằng vì Hina ở trên đó. Cậu cho rằng Hina bị ép nên cậu quyết định phải cứu cô bằng được. Dio biết giờ mà cản ao ba thì sau này cậu sẽ không còn chiến đấu nữa nên đã lấy hai con robot đồng bộ đời cũ ra để cùng ao ba đi đòi lại. Vì họ vẫn đang có lợi thế về đồng bộ. Visa cho rằng việc này quá nguy hiểm nhưng cả hai lại bỏ ngoài tay mà tự ý đồng bộ. Vừa đồng bộ thì cả hai đều bị đau đầu và nhìn thấy cảnh robot bị rơi nhưng họ vẫn mặc kệ mà lao đến. Lúc đang chiến đấu với Bison thì sóng đồng bộ của cả hai đã bị vượt mức kiểm soát và khiến cả hai thấy được ký ức của đối phương và dường như Bison cũng thấy được trạng thái đồng bộ nhanh chóng bị tan vỡ nên Bison và Hina đã được gọi về. Họ cố đuổi theo cũng đành vô vọng, lúc đưa về kiểm tra. Chỉ số của cả hai vẫn bình thường, nhưng Dio thì càng bị lệch khỏi sóng cơ bản nhiều hơn nhưng mức độ hợp với Ao Ba thì càng trở nên tốt hơn. Cả hai sau đó đã nói chuyện một lần cho tử tế với nhau về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hina lúc này cũng bị Bison chất vấn về việc cô bảo vệ Ao Cô cố giải thích về việc bản thân từng ở quá khứ nhưng hắn chẳng quan tâm và cho rằng nếu việc tối qua bị lộ thì chỉ có hắn mới cứu được cô. Cô sau đó được tiến sĩ Han gọi đến để thử nghiệm việc làm phi công đồng bộ. Hắn cho cô thời gian suy nghĩ sau buổi thử nghiệm và còn lừa cô tiêm một loại thuốc ổn định tâm trí. Trong lúc đó, Dio đã cho phòng chỉ huy biết chuyện Ao Ba từng nói đều là thật và đúng là cậu đã đi từ quá khứ đến đây. Hina chính là manh mối duy nhất để họ có thể tìm ra cách mà Ao Ba đã du hành được như vậy. Tối đó, Han đã thông báo cho Alfred biết Hina đã tình nguyện làm phi công đồng bộ để trả thù cho cha. Nghe được nên Bison cũng tìm đến chất vấn nhưng như đã nói Hina giờ đã bị kiểm soát tâm trí nên chỉ nghe theo những lời mà Han bịa đặt. Hắn cũng lợi dụng Bison và dụ hắn vào làm phi công chung với Hina. Do sóng não lệch nhưng hắn vẫn tình nguyện khiến quá trình động bộ gần như rất đau đớn. Bên ao ba lúc này cũng được khởi hành vì họ phát hiện ra có một khẩu pháo khổng lồ mà Cộng Hòa xây nên đáng ra họ chưa cần lo lắng nhưng đột nhiên sáng nay nó đã bắt đầu sạc năng lượng khiến cấp trên lo ngại nên mới phải đi phá robot đồng bộ mới cũng đã được làm xong nên họ đã có thể đi chiến đấu ngay khi nó được mang đến dio muốn cho ao ba biết rằng bản thân cũng có thứ cần phải bảo vệ nên nếu phải lựa chọn thì cậu ta sẽ chọn họ chứ không phải hina nên đến lúc đó ao ba muốn làm gì thì làm quân địch cũng đã phát hiện ra tàu của liên bang đang hướng đến thì cô chỉ huy đã đưa cho họ kế sách để đánh trả Bison và Hina thì đã được chuẩn bị để lái đồng bộ và cô giờ chẳng khác gì một người máy được lập trình sẵn. Quân địch lúc này đã nạp đạn cho pháo và khai hỏa chúng bắn thẳng qua ngọn núi và khiến những tàu trên đường bắn bị tiêu diệt hoàn toàn mà không kịp ủ ớ. Tàu chỉ huy thì may mắn thoát được nhưng vẫn phải cho tiếp tục. Alfred cũng nhanh chóng cùng quân binh xuất trận để tấn công. Tàu chứa hai con robot của Dio và Alba vẫn chưa đến nên cả hai cũng đang sốt ruột. Hina và Bison thì đã ra chiến trường và lao lên đầu để đánh hạ tàu liên bang. Quân địch chuẩn bị bắn phát nữa nên phó tư lệnh đã yêu cầu họ đi phá hủy khẩu pháo. Dio và Ao Ba đã lên hai con robot đời đầu để đi thực hiện và vi ra cấm họ dùng động bộ vì nó vẫn chưa được sửa lại hoàn toàn. Hina thì gặp chấn động trên robot khiến cô suýt nhớ ra nhưng chiếc mũ này lại khiến cô tiếp tục mất ý thức. Bison và Hina sau đó cũng đã đồng bộ. Nhưng giữa chừng cô đã dừng lại vì nhớ ra gì đó. Có điều tên tiến sĩ Han đã đẩy mạnh điều khiển khiến cô lại bị mất ý thức. Bison đã lao thẳng đến tàu chỉ huy bắn phá. Nhưng may mắn khi Dio và Ao Ba đã mang được robot đồng bộ đời mới đến, cả hai cũng ngay lập tức đồng bộ để chiến đấu. Ao Ba nhìn thấy hai con robot trước mắt thì liên nhận ra Bison chính là kẻ đã về quá khứ để giết cậu. Và con còn lại hẳn là Hina, bốn robot đồng bộ đã lao vào chiến đấu nên phe liên bang cũng nhanh chóng phản công vì lợi thế bên địch đã mất. Visa cũng đã gọi đến thông báo rằng một trong hai phi công bên kia đang bị cưỡng chế nên họ có thể lợi dụng điểm này để vượt lên. Ba đã xác định đây là một pha liều nên cậu sẽ là người đi đánh thức Hina. Cả hai đã ngắt đồng bộ để Alba liên lạc trực tiếp qua Hina. Cậu đã gọi Hina và đưa mặt cậu cho cô thấy và thành công gọi được Hina tỉnh lại. Đồng bộ của cô ngay lập tức bị ngắt, nhờ lợi thế có được nên Dio và Alba đã nhanh chóng đi xử lý nốt khẩu pháo. Giữa đường thì Alba và Dio bị Bison cản lại. Hắn cướp lại Hina để cưỡng chế đồng bộ nhưng cô cố gắng chống trả. Alba đã làm liều và đưa ra tín hiệu để cùng đồng bộ với Hina cả hai nhanh chóng thành công và tỷ lệ đồng bộ còn cao hơn cả với Dio. Cả hai đã dùng chiêu thức kết hợp kia để chặn lại đòn pháo mà địch bắn ra. Sức mạnh to lớn khiến cả hai thành công chặn được nhưng phản ứng giữa nó đã một lần nữa tạo ra đường hầm không gian. Bison bị hút vào và Hina đã hiểu ra nếu cô để mặc Bison như vậy thì hắn sẽ trở lại quá khứ và giết Ao Ba nên cô đã lao đến để qua cùng hắn. Ao Ba cố cản thì bị Dio giữ lại. Cô đã hoàn toàn trở về quá khứ, Ao ba giờ mới hiểu được chính Hina đã mắc vào một vòng lặp không gian và cậu chưa một lần nào cản hay cứu được cô thoát ra. Nhưng cậu đã tỉnh ra và ngay lúc Hina định lao vào với Bison thì cậu đã lao đến cứu lấy cô. Dio cũng không cản mà bay đến cùng cậu giữ lấy Hina và tung toàn lực thẳng vào Bison. Vòng lặp đã được kết thúc, quân đồng minh cũng nhanh chóng bắn hạ khẩu pháo và phe liên đoàn đại thắng. Hina có hỏi Ao ba lý do cậu không vào trong vòng xoáy để trở về nhưng cậu cho rằng sau này vẫn còn cơ hội và lại giờ mà đi thì sẽ có người nhớ cậu muốn chết họ sau đó đã cùng nhau trở về trong chiến thắng vẻ vang